phần 3, chúng ta sẽ tìm cách làm thế nào để chúng ta làm một cái video một cách đơn giản và tốn ít thời gian nhất. Vậy thì khi mà trải qua phần 2 đó, chúng ta biết được cách làm thế nào để chúng ta tìm được nội dung của sản phẩm đó. Và bây giờ đến cái lúc chúng ta làm video. Thì video thì chúng ta sẽ có một cái công cụ, để sẽ cung cấp cho bạn một công cụ mang tên Video Explain Video. Đây là một công cụ cực kỳ tuyệt vời để giúp cho bạn sử dụng để mà tạo ra những cái video một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Và kèm theo đó là chúng ta sẽ được những cái chiến lược để mà giúp cho bạn tạo ra những cái video một cách đơn giản mà hiệu quả, và trong một thời gian cực kỳ ngắn, chỉ 5 đến 10 phút mà thôi. Ok, vậy thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu xem làm thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.